Hello, chào mọi người. Hôm nay mình thì đã chuẩn bị mấy cái phôi này, mình tính ghép cho mọi trái vào nha. Thì hôm nay mình cũng nhân tiện mình chia sẻ video ghép cây cho mọi người luôn. Thì mình cái mấy chồi mồi này mình rất là dễ ghép à. Anh em chưa biết ghép chỉ cần xem hết video thì sẽ biết ghép rồi, ghép bảo đảm thành công nha. Mấy cái mầm này mình cắt dọn sẵn hết rồi này, mấy cái mầm này mình chừa lại là để ghép hết nha. Cái này cũng ba mầm nhỏ, cái mấy mầm nhỏ này thì kích thước như này thì vẫn có thể ghép được mà nó hơi khó nha. Thì mình cái mầm nào mình ghép được thì mình cắt lá hết này mình ghép, còn mấy cái này mình sẽ nuôi thêm nha, nuôi thêm thời gian nó lớn lên mình ghép tiếp. Nhưng mấy cái này thì trước tiên mình sẽ nói sơ lược về cho mọi người nhớ xem nha, đừng tua qua để bảo đảm là mỗi ghép thành công. Thì có nhiều cách ghép, mọi người lạch da xuống nha, một là lạch da cho những cây mà nó không có ra mầm vị trí ưng ý á, thì nó không ra đúng mầm này thì mọi người xẻ da xuống, xẻ mà sao cho nó mất cái lớp da luôn, nó lộ ra thứ gỗ bên trong thì ghép nó dính nha. Còn cách thứ hai là ghép sẵn lên mấy cái mầm này, mầm mọi người nuôi kích thước tầm này này nó vẫn còn xanh nha, nó vẫn còn xanh như này, nó chưa chuyển sang màu xám thì nó tỷ lệ nó đậu cao hơn, nó vừa tầm như này, bé hơn cây nhang một tí, tầm bằng cây nhang cũng được này, bằng cây nhang này thì mình ghép được. Thì trước tiên mình sẽ đi lấy bo ghép. Như những cây này có hai cách ghép nè, cây này mình xẻ da nha, này lên tốt, phát triển tốt nha. Cái mầm bo trên này mình cũng xẻ ra này, tại trên này nó không có mầm sẵn, còn cái này có mầm sẵn này, mình ghép trên mầm nó vẫn phát triển rất là tốt. Ở đây mình cũng có một cây mình trồng trực tiếp xuống đất luôn, cái này là chia sẻ cho mọi người là cây này là cây cây bản thân nó là cây chồi mồi lá tròn nha, lá rinh của nó này, chồi mồi lá tròn đây thì nó phân biệt nó dễ lắm. Chồi mồi lá tròn thì da nó màu màu trắng như này này, mấy lá dài thì nó cái màu nâu xám, và mình ghép cái lá dài lên để nuôi mầm ghép, thả đất luôn, mình lấy mầm cho nó nhanh. Nhưng mà cây này mình cắt ghép nhiều quá nó cũng không kịp luôn, tại mình ghép số lượng nhiều nên ra bo ghép không không đủ. Mấy cái như này là mình cắt bo được này, mà cây này mình để cắt sau đây. Bây giờ mình cắt mấy cái lấy bo từ cây này là cây chồi mồi trái rin nha, này nó đâm tượng như này thì lượng số lượng bo nhiều này, rất là nhiều. Mình sẽ cắt mấy cái này để mình dùng làm bo ghép nha, mấy cái dưới này thì cắt bỏ chứ không có dùng, thì nhân tiện thì mình tỉa nó, vừa tỉa mình lại vừa có bo ghép bo trái. Những anh em nào mà chốt hàng của mình thì cần bo này thì mình sẽ ship kèm theo nha, mình không tính tiền nha. Còn anh em nào cần thì mình nói mình sẽ cắt bo cho mọi người về ghép. Thì mấy cái phôi nhận hàng về thì mọi người có thể ghép trực tiếp luôn, không cần phải chờ nó lên mầm vẫn ghép được, nó vẫn sống nha. Cái phôi mà đánh về thì mọi người cứ xẻ da, xẻ lớp da ra thì ghép lại, ghép thì trồng trùm ni lông lại thì nó vẫn sống hết, không cần phải chờ nó sống khỏe rồi mới ghép. Lượng bò rất là nhiều, mình tận dụng mấy cái mầm mà mọc sai vị trí đó, tỉa rồi mình lấy bo. Cái này kỳ trước là trái, cái này đặc biệt là nó ôm cây ngọc bút rừng này, cái bên này là cây ngọc bút, còn cái kia bên kia là chồi mồi trái. Mấy cái bo tầm này thì ghép rất là đạt luôn nha, ghép sống bảo đảm luôn nha. Bo mà nó vẫn còn xanh này, nó chưa chuyển sang xám đó, vẫn còn xanh hoặc là nâu đỏ này, lượng bo như này thì đủ rồi.
Linh Sam mình làm hoa tết nha. Thì mình cũng tính làm video chia sẻ cách làm hoa tết nhưng mà cũng không có thời gian. Bây giờ nó cũng ra búp, bắt đầu ra búp hoa này. Này cái này búp rất là nhiều. Ở đây mình cũng chia sẻ cho mọi người luôn, mình ghép lên một cây cao này. Đó, ghép bò ghép. Thì sau này thời gian sau thì lượng số lượng bò ghép cũng cung cấp rất là nhiều đó. Trồng chậu lớn. Cây này mục đích là mình là đánh tán rộng ra làm giống như một cây dù, giống như một cây ô nó che mát. Mình đặt dưới bàn cà phê thì nó vừa bóng mát vừa trang trí rất là hay. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy ra một cây thôi. Cái cây này nè, mình lấy ra mình quay mẫu mình ghép cho mọi người xem nha. Nhân tiện đây mình cũng chia sẻ một số cây mình ghép nè. Mấy cây mình đã ghép nha. Cây này thì ghép sống ổn, mình vào dây rồi. Cây này mình rạch ra. Đây nè, rạch ra nè. Tại nó không có cái mầm sẵn. Mình lấy nét cho mọi người xem nha. Đây. Nó cũng bo xịu lại đẹp. Cây trên này dễ hơn này. Đây. Nó liền lại hết rồi. Nói chung là đối với những cây ghép đó thì mọi người khi quấn dây thì lưu ý là quấn sau một vòng cho nó ôm chặt bo ghép, xong rồi bắt đầu đi dây nhẹ nhàng thôi, tránh tình trạng là gãy bo ghép. Mấy cái này ghép này mình ghép có chân chốt có sẵn. Cái này mình ghép mình quấn hết trùm bo nha. Còn một người có thể trùm ni lông hoặc là quấn, chịu khó quấn lên trùm lại. Bây giờ nó cũng bắt đầu bung mầm này. Hơi khó lấy nét này. Nó bung mầm đỏ nha. Cái này nó cũng ra lá mầm này. Có một số cây mình ghép thử nghiệm mầm dài luôn, dài một gang, gần một gang nha. Nhưng mà nó vẫn phát triển tốt nha. Mấy cái mình ghép mầm dài, cái này mập dài nè, nó vẫn phát tốt. Ở đây thì ghép thì mình sử dụng dâu lam nha. Cái bông ghép, cái này mọi người mua cuộn tầm 30-40 vậy đó. Cái này mình mua mấy năm rồi, ghép rất là nhiều luôn, rất là lâu mà không hết nha. Ghép cũng khá là nhiều cây. Thì anh em mua chỉ cần mua một cuộn mấy chục ngàn thôi mà ghép thoải mái luôn. Bây giờ mình sẽ cắt bo. Bo tầm này thì từ đoạn này đến về cái ngọn thì chỗ nào nó cũng có thể ghép được. Tại nó vẫn còn non, xanh non, nó chưa chuyển sang xám. Lá thì mọi người cắt bỏ 2/3 lá, giữ lại 1/3 nha. Những lá non nó chưa chuyển sang, chưa chuyển màu nhiều thì mọi người có thể giữ lại được. Cái này mình ghép bo dài, bo dài tầm 15 xăng. Mọi người có thể dùng dao ghép chuyên dụng. Thì mình ở đây thì mình cứ dùng dao lam thôi, nó vừa tiện lợi vừa rẻ tiền. Thì cái nào nó cùng thì mình thay dao mới thôi. Chỉ cần cái này thì quét hai mặt bằng nhau. Và nhớ là phải quét mối quét mịn. Mối quét mịn nha. Quét hình chữ V, quét đến khi nào mà hai cái mặt quét nó
nó chạm vào nhau tạo ra một cái mũi nhọn này. Nếu mà quét dứt khoát một đường thì càng tốt. Ở đây thì mình không tới nên phải quét nhiều lần. Miễn sao cái mặt quét này nó phẳng mịn ha, mặt phẳng mịn không bị sừ, như vậy là ok. Rồi tiếp tục mình sẽ ghép mầm này trước, ghép từ mầm dưới ghép trước, mầm trên ghép sau thì nó thuận tiện, nó không bị vướng tay. Ở đây mình chừa cái mầm dài, mục đích là sau này mình quấn dây đó, mình sẽ uốn cái đoạn này, nó thao tác nó dễ hơn. Còn nếu mà ghép sát quá thì cái mắt ghép nó nằm ở dưới đây thì mình không thể uốn được, lúc mình uốn thì nó sẽ bị gãy nha, bị tét mới ghép. Tại thông thường thì bao giờ cái chỗ này thì cũng phải bể uốn nhiều, cần bể đi qua rất là nhiều, mà mọi người ghép ở chỗ này nè thì khi mà bể thì mình không dám bị nhiều, nó sẽ bị gãy, mình phải đưa cái mối ghép này lên trên. Thì lúc đầu, thời gian đầu mình mới tập ghép thì mình hay ghép sát qua, thì sau này đến mình nuôi nó liền lại thì mình rất là khó quấn dây lắm. Chỗ đoạn này nó cần độ cong nhiều, mà ghép mọi người ghép ở đó thì sau này quấn dây nó rất là khó. Đó cũng có chút kinh nghiệm thì mình chia sẻ lại cho mọi người lưu ý cái điểm đó. Rồi nêm lại như này là xong rồi. Rồi bắt đầu mình dùng bóng ghép này là ni lông tự hủy nha. Chỉ cần đưa ra nắng mưa thời gian thì nó sẽ tự mục, mình không cần phải tháo nên rất là tiện lợi. Muốn dễ thao tác thì mọi người quấn qua một cái cây, mình dùng sử dụng bút lông thì mọi người cầm nguyên cuộn này cầm quấn thì nó rất là khó, thao tác nó khó hơn. Mình quấn qua như này để mình ghép nó dễ, mình luồn lắp được cái góc hẹp được. Lưu ý là khi quấn mối ghép thì mọi người siết thật chặt nha, chặt hết mức có thể luôn, không phải là siết vừa nhẹ gì hết, mình chặt hết mức có thể, đừng cho đứt dây ghép là được. Thì cái này mọi người có thể sử dụng dây ni lông để ghép cũng được, hoặc là keo cao su non, cuộn cao su non này, hoặc là băng keo điện, thì bất kể cái gì mà mình quấn nó mềm có thể ôm được cái bo ghép mình dùng được rồi, không cần nhất thiết phải dùng sử dụng bóng ghép. Như vậy là xong một mối này rồi, mối ghép này. Ở trên này nó có một mắt lá nè, mọi người cắt bỏ từ dưới mắt lá này. Tiếp tục mình sử dụng bo này. Cố gắng quét làm sao cho nó đi giữa tâm luôn, thì hai mặt quét thì nó giáp lại, nó tạo ra mũi nhọn. Như này là ok nè. Như lúc nãy mình đã nói thì cái sử dụng lựa cái mầm mà nó còn xanh nha, chưa chuyển sang màu xám thì nó tỷ lệ nó đậu dễ hơn. Cái bo ghép nó cũng vậy, nó còn màu xanh. Non cũng được nhưng mà non nó hơi mềm, mình mọi người khó cắt thôi. Càng cái bo ghép càng non thì tỷ lệ đậu càng cao. Thì nguyên tắc là mình ghép vào thì mấy cái mặt cắt thì nó áp sát lại, nó tiếp xúc, chỉ cần tiếp xúc từ 30% trở lên thì nó có thể nuôi
được bao ghép. Và cái khâu mà chăm sóc sau ghép nó cũng rất là quan trọng. Mọi người ghép xong thì đặt cây ở vị trí có bóng râm nha, đừng vào, đừng đặt ở những vị trí mà nắng trực tiếp nóng quá hoặc là nóng nhiệt độ cao quá. Sau khi ghép thì mọi người dùng túi ni lông trùm lại để bảo quản cái bo ghép nó không bị héo. Thì tầm một tuần mà bo ghép nó không bị nóng héo thì lúc đó thì cây, cái tế bào cây nó tái tạo lại da thì nó liền lại, nó liền bo và mầm cây lại, thì lúc đó thì nó đã ổn định, nó nuôi được cái bo ghép. Xiết thêm chặt lại, xiết cho nó ôm cái hai mặt cắt nó áp sát. Nó chỉ cần nó áp sát được 30%, tiếp xúc 30% thì nó cũng nuôi đủ bo ghép rồi. Và tiếp theo là công đoạn mình trùm ni lông lại nha. Thì trước khi trùm thì mọi người cố định cái này lại để tránh tình trạng là tưới nước thì nó bị gãy bo ghép. Để mình sử dụng dây nhôm quấn cành này. Mọi người làm cái khung. Nếu mà trùm đủ hai mầm thì có thể trùm luôn cũng được. Cái này không đủ á. Không đủ nên mình trùm riêng. Cái lưu ý là cái túi ni lông này mọi người trùm lại thì mọi người cố gắng bóp cho cái không khí nó luồn hết ra ngoài nha, càng ít không khí càng tốt. Rồi mọi người quấn lại. Cái túi ni lông này có thể nhúng nước, mọi người có thể nhúng một ít nước để giữ ẩm thời gian đầu. Tiếp tục mình sẽ trùm bò thứ hai. Cố gắng đưa cái dây nhôm sát vào cái mầm này, mình trùm ni lông không bị hở, nó càng kín thì càng tốt. Chỉ cần sau này chỉ cần quan sát, chỉ cần để một tuần sau thì cái mầm này nó sẽ bắt đầu ra lá mới nè. Cái chậu mồi ghép nó rất là nhanh luôn, chỉ cần một tuần này nó có thể, cái bo để ghép nó có thể ra lá mới rồi. Nên đây mình có 3 bo nhé, ghép 3 bo. Mấy cái này còn non xanh này thì nó tỷ lệ nó đậu nó cao.
Một điểm lưu ý cái này cũng rất quan trọng nha. Khi mà mọi người quát cái mặt cắt này, đừng nên sờ tay vào nha. Sờ tay thì mình vô tình mình cái mặt cắt nó sẽ bám khuẩn, nó nhiễm khuẩn qua thì tỷ lệ đậu nó thấp xuống, nó giảm luôn, nó bẩn cái mặt cắt. Trên chế thẳng một đường thẳng nha. Đường chỉ nó phải mịn, phải thật sắc. Dao lam nếu mà nó cùng quá thì mọi người thay dao lam mới. Nêm vào, nêm vừa tay, khi nào mà nó chạm tới phần đáy. Như mấy vị trí hốc này nè, thì mọi người quấn qua cây bút lông thì mình rất là dễ quấn. Nếu mà cầm nguyên cuộn ni lông thì nó thao tác nó khó hơn. Cái cuộn ni lông này rất là dễ tìm nha, các cửa hàng cây cảnh, hoặc là mọi người không có thời gian đi thì có thể đặt hàng trên Shopee. Shopee họ bán rất là nhiều, tầm 35-40 ngàn một cuộn thì mọi người xài. Nếu mà vườn cây ít, ghép ít thì xài chắc mình nghĩ chắc còn vài chục năm. Khi nào mà ni lông nó mục thì mới xài hết. Cuộn này mình xài cũng 3 năm rồi mà nó vẫn còn rất là nhiều. Mấy cái lá non này không cần phải cắt đâu, giữ lại nó vẫn sống nha. Quét nấu ăn qua một nửa thân, ở bên này mình quét qua nửa thân nữa thì hai mũi mặt quét nó giáp nhau tạo hình chữ V. Có cái mũi nhọn mỏng, thật mỏng ở trước. Thì lúc đó là đã đạt. Sau khi quét thì mọi người kiểm tra cái mặt quét này nó có phẳng mịn hay không, nó có bị sừ hay không. Nếu mà bị sừ hoặc là không phẳng thì mọi người quét lại nha, chứ cố tình ghép vào thì nó tỷ lệ đậu nó thấp hơn. Uống nhẹ cái nhánh này ra, nó bị vướng. Nói chung là uống nhẹ thôi, đừng uống mạnh tay quá. Thì mà cái thớ gỗ lúc mà mình quấn cành, cái thớ gỗ nó bị nứt thì chất dinh dưỡng nuôi lên, mang lên mầm ghép nó thấp, nó giảm đi nha. Không nên uống nhiều quá. Đây mình cắt chừa dài dài, mình tận dụng làm khung bảo vệ luôn. Cái túi ni lông này mọi người có thể nhúng một ít nước vào trước khi châm.
dòng chò mồi này thì có thể ghép các tất cả các loại chò mồi với nhau nha. Chò mồi lá dài, chò mồi lá tròn, chò mồi trâu đều có thể ghép lẫn nhau hết. Và có thể ba dòng chò mồi đều có thể ghép được sang núi trái. Còn nếu mà muốn ghép sam trái thì mọi người chọn những cây phôi chò mồi lá tròn hoặc là chò mồi trâu, thì cái nước da của nó nhìn nó giống sam trái hơn. Tại cái riêng cây chò mồi xỉ này thì da nó hơi nâu thì nó không giống sam trái. Thì cái bo ghép non như này vẫn có thể sống bình thường nha, thậm chí là nó tốt hơn mấy cái bo hơi già. À, những non như này nó phát triển rất là nhanh, mọi người ghép vào thì thấy nó phát triển rõ luôn, tại cái thớ gỗ nó vẫn còn non thì nó tái tạo nó nhanh hơn, nó phát triển nhanh hơn là mấy cái nhánh già. Điều khi mình cắt mặt quát này nó hơi khó tại thân nó mềm. Mấy cái bo non này thì mọi người nên nhúng túi ni lông một ít nước ha, cái non nên nó nhanh héo. Nói chung là nó có héo thì tầm 2 ngày thì nó sẽ tươi lại, thì lúc đó thì cái thân chủ nó nuôi được cái bo ghép rồi, nó bắt đầu truyền chất dinh dưỡng lên thì nó sẽ tươi lại. Ngày đầu tiên thì nó sẽ héo xuống. Và nhớ là sau khi ghép xong thì mọi người đặt vào vị trí có bông râm và phải có ánh sáng nha. Phải có ánh sáng hoặc là nắng nhẹ thì nó mới quang hợp được. Để mấy cái này nó có lá thì nó cần quang hợp để trao đổi chất với thân chủ của nó. Cái này thì mình sẽ nhúng túi ni lông một ít nước nha. Ni lông à, mọi người nhúng một ít nước để nó giữ được độ ẩm thời gian đầu. Túi ni lông này nó ngắn nên mình lát nữa mình sẽ bẻ cái bo ghép xuống. Khi mà mọi người ghép bo dài thì mình nhanh có cây chơi, ghép bo ngắn thì nuôi thời gian nó hơi lâu. Ghép bo dài như này thì nó có sẵn cái mầm dài thì nó nhanh hơn.
mấy cái bông còn lại mình vẫn ghép như vậy nha. Rồi, mình cũng dừng video tại đây. Thì mọi người xem thì nhớ like, ủng hộ kênh và nhớ nhấn đăng ký kênh để tiện giao lưu nha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi đến hết video.